Chào mừng cả anh em đã quay trở lại với channel của Đại lý Phụ Kiện. Hôm nay Đại lý Phụ Kiện gửi đến anh em một sản phẩm, đó chính là bộ nguồn 24V AC, 24V 8A. Rất nặng. Cục biến áp chuyển đổi không có gì hơn, 24V 8A, dây rất chắc chắn, đã bao gồm dây đầu vào và dây đầu ra. Nguồn AC đó chính là nguồn chuyển đổi điện áp từ 220V AC xoay chiều sang điện áp AC, vẫn là xoay chiều, nó chỉ giảm thông số đi thôi. Điện áp bình thường của chúng ta là 110 đến 220V, thì đây nó giảm xuống, điện áp ở đây nó chỉ chạy được 220V thôi, và nó giảm xuống 24V qua cục biến áp này. Hàng bảo hành 1 năm, chuyên dụng cho camera PTZ, bảo hành cả cắt dây với anh em thợ kỹ thuật, 1 đổi 1, không sửa chữa. Cái da này rất là bền qua cục biến áp duy nhất này thôi. Thông số kỹ thuật anh em theo dõi tại bên dưới link miêu tả, hoặc có như số hotline 0944 730 444. Cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi video, và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video lần sau.